tự nhiên có bầu xong cái cảm giác đói nó lạ lắm mọi người. Bình thường nếu mà không có bầu nhịn đói một chút xíu cũng không sao, nhưng mà kể từ khi Hoa có bầu cứ hệ đói một chút xíu là lại bị Hoa mắt chóng mặt. Ăn no vào thì cái cảm giác nó lại bình thường, ngộ ghê luôn á. Có bầu nội tiết tố thay đổi nên là da của Hoa cũng trở nên khô và sạm hơn. Bởi vậy cho nên là dạo này Hoa chăm đi spa để dưỡng da lắm. Những lần trước thì Hoa chỉ đi chăm sóc da ở những cái spa thông thường thôi, nhưng lần này thì Hoa muốn trải nghiệm chăm sóc da tại phòng khám DR.YH để xem ở đây khác biệt so với những spa khác như thế nào. Hoa thấy ở đây khá là rộng rãi, có cây xanh nữa nên rất là thoáng mát. Đặc biệt là ở đây không có lầu nên là bà bầu đi lại cũng rất là dễ dàng. Khi tới đây thì Hoa được bác sĩ thăm khám và tư vấn trực tiếp, được kê phát đồ cá nhân hóa dựa trên tình trạng da của Hoa luôn. Hoa nhớ là ở nhà Hoa chăm sóc da cũng kỹ lắm mà sao tới đây soi da nhìn ghê quá vậy nè. Do là Hoa có bầu nên là Hoa cũng rất là lo lắng khi đi spa người ta sẽ sử dụng những cái hoạt chất mạnh, nhưng mà ở đây DR.YH thì bác sĩ trực tiếp thăm khám nên là Hoa cũng khá là yên tâm. Liệu trình ngày hôm nay Hoa làm là bio enzyme thực vật. Công dụng của cái liệu trình này là sẽ giúp cho da căng bóng và trắng sáng hơn. Nếu mà chỉ tẩy trang và rửa sữa rửa mặt ở nhà thì đó chỉ là cái bước làm sạch trên bề mặt da thôi, không thể nào mà tác động sâu vào bên trong lỗ chân lông được, nên là cái lỗ chân lông của mình lâu ngày nó cũng sẽ bị bít tắc. Ở spa hay là phòng khám thì người ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm chuyên biệt và có thiết bị máy móc hiện đại để hỗ trợ. Bởi vậy cho nên là cho dù bận cỡ nào thì một tháng Hoa cũng dành thời gian để đi spa chăm sóc da ít nhất một lần. Năm nay thì Hoa cũng ngoài 30 rồi, với lại Hoa cũng lớn tuổi hơn anh xã Hoa nên là Hoa sợ già hơn ổng lắm. Nên là cứ cái nào giúp cho mình trẻ, khỏe, đẹp là Hoa sẽ ưu tiên. Cái liệu trình bio enzyme này Hoa làm thì nó chỉ kéo dài tầm khoảng 45 đến 60 phút thôi nên là nó cũng không có quá mất nhiều thời gian. Để mà Hoa thích ở cái phòng khám này là giá cả khá là hợp lý so với dịch vụ mình nhận được, không ép sale, không tư vấn không đúng nhu cầu. Ở bên phòng khám thì đang có chương trình ưu đãi mua bio tặng chăm sóc da, mua càng nhiều thì ưu đãi càng nhiều nên là có gì các chị em tham khảo thử nha.